Tịch hiểu, không không quánh. Không đánh được mấy bữa. Dạ. Thở lên tới chỗ anh hơi rồi cả nhà. Chỗ đích. Dạ nhá. Được hay á. Thứ ba rồi. Hay á. Cái bánh đen thui ra để đi đi lại á. Đó còn như đó là cục ké. Nó ăn đầu mặt nó. Wow, biết cái. Đây cả nhà xem này, wow, cục mặt ấy. Ôi trời ạ. Đây nó chạy kèo vô cả nhà, chạy kèo vô tới tới đít luôn. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Xin chào cả nhà nha. Chào tất cả anh em đồng nghiệp. Đây là gạch pan 7 nữa. Bảy chào anh em đồng nghiệp ấy. Bảy mình đi quên chào anh em đồng nghiệp. Đây, chào cả nhà nha. Ôi. Anh em lên đụng cái trên chỗ đây này. Cái này thiếu nước dưới kia. Chỗ này em nó lấy nước quá trời rồi cả nhà. Quả nó đây. Dài to dài để mà đậu lên này. Ở đây là cái thớ nó quay đẹp không? Rõ ổ. Đây cả nhà, đó, hai tụi em giờ. Đây, siêu khủng nha. Ui, vô cái đầu mặt ấy. Tiếp chưa? Mặt coi không? Đấy, phải tính kìa. Đấy, thấy rõ. Rõ. Là đây đứng đây được mà. Đây trống quá rồi, không có chỗ hả? Các mấy. Ai vô nhau. Ui, trời dài ổng, ngay con mặt nó. Bạn thưa nó quay mới đẹp đó. Nó không trống là không có chỗ quay là nó không thấy rõ được tổ nó. Kìa, mình thở lên rồi. Mình đứng nó quay cho nó gần để sợ. Thở anh lên cái là nó tú ra mất mình. Mất cái đoạn hấp dẫn. Còn bị cái anh rắn anh hép mở cái nữa. Rồi em mới xuống nó đánh ảnh ngay. Anh ý anh chạy. Em nó bị động á cả nhà là nó phải là chạy bánh à. Sụt xì chứ. Tổ những mặt biết nếp hết cả nhà. Nó kiểu này nhìn là chip lắm mà giờ nó bị động nó đây này, đoạn này nó xù xì nó bị động đó, nó thả tay này nhìn trống trống ở dưới đít nữa. Không có thế mồi dài ra tí được rồi. Thứ nó ổn định, nó không có rung là mình quay cho cả nhà mình xem nha. Rồi, thôi được rồi. Sụp dựa to rồi cả nhà thấy không? Này bỏ luôn cái gọi ở nhà, tắm rung của nó rồi. Bỏ đây. Đem theo ít sử dụng nó quá mà. Kìa, thở lên sẽ tới tô nào thì lần tới rồi mà sao nó không chịu bay hè. Sao hồng bướm mà nó bay tê luôn tê lúc hè. Ôi chết hiền, không quánh. Không đánh được mấy bữa. Dạ. Thở lên tới tổ anh hơi rồi. Chỗ đích. Dạ nhá. Được hay á.
Thứ ba rồi. Hai á. Cái bánh đen thui để đi đi lại á. Đó còn như đó là cục kia. Nó mình đầu mặt nó. Wow, biết cái. Đây cả nhà xem này, wow, cục mặt ấy. Ôi trời ạ. Rồi nó chạy kèo vô cả nha. Chạy kèo vô tới tới đít luôn. Ôi, cái tính vô đẹp đẹp quá. Mấy cái lỗ kia nhìn nó khui nó ăn nhá đâu thấy đang tìm mặt à. Đâu. Mấy lỗ còn trong trong á. Coi bây giờ mình nha xem mình bẫy ra những lấy điện thoại ra làm gì nè. Làm gì đó vậy? Chụp hình. Đưa. Đưa hả? Máy trà thì chắc xa nó ấy được không? Nó không bẫy được không? Ồ, có thấy gì đâu, khối không. Xem như bỏ cái đuốc qua bên kia của anh. Wow, rồi. Tôi không như vậy. Đang còng được khối này. Xuống mũ nha cả nhà, bật cái mũ nha, nó ra dưới đất cái này, cho cả nhà xem này, nó bay này, nó túa này, mình thổi sang trong máy quay sẽ thấy nó bây giờ nó ở dưới nhìn ngồi là bay kinh lắm. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Ôi, đã rồi. Nhà thấy tổ khủng không? Quá khủng. Còn nữa nha cả nhà, đây là cái đèn lấy nước nó đông rồi đấy mà tí nữa lên nữa. Lấy cái tổ đó xong đi lấy cái tổ khác và kiếm cái tổ bên kia là được. Có một lần nữa. Ôi, coi lần chán rồi. Thấy gì đâu trời. Con bé chơi điện thoại anh ơi. Rồi giờ, rồi giờ. Ôi dứt. Một anh lên lái mà hai anh ngồi hát mỏ nên nhìn. Mà để lạng cái cục phấn hoa ra rồi xong. Để lái cái máy ra. Ôi xưa. Cái dạ nó quấn chừng mấy nhí hoặc là thiên nhiên đã đưa rồi nha lấy một tấm anh đại diện đó tổ em người to hơn người ạ. Cục vậy thôi. Mấy rồi tới điện thoại anh nữa. Thì anh up Facebook. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Niềm đồng nghiệp hôm nay đã động hàng khủng nào không? Thông báo cho anh 7.000 mừng chúc anh. Mừng hú 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 rồi. Vào chuẩn bị vào ba lô. Đấy, mỗi sáng anh vô tới rừng anh lên chúc anh động ổ ra rồi. Hút mật cái đã. Rồi đi tiếp. Nó còn nhiều đàn lắm, nó lấy nước nhiều lắm rồi nha. Cái quầy mà lấy nước thiệt đông nó biết bao nhiêu. Hãy
lặn vô mặt tới nãy luôn, vớt cái bánh thiệt dài. Chút khốn rồi. Ủa, chảy mặt. Ấy cả nhà xem này, rồi còn đau mặt không? Ủa, khối nó quặn. Khối nó quặn quá, chẳng thấy gì hết. Thấy một màu trắng xóa. Con mặt rồi cả nhà. Ủa. Tôi mới vào ba lô. Thả dây luôn. Thả dây luôn. Bốn gà hai. Trăm. Một nghìn. Phát một anh nghi. Nó gơ, em đập nhiều nó kinh. Có mũi nữa đó, đồ. Ăn nó không chết mà mũi. Kiếm mũi nó bay nó chết cho mấy ăn nọ. Nào ha. Kiến làm rung tay quá. Wow, quá này, nó vô ba lô cái bịch này. Kéo ba lô nó hết thấy. Rồi, vậy là xong một tổ. Một tổ nha các nhà. Ủa, quần áo này. Có gì nhỏ. Em nó vô đoạn lên, nó muốn bu vô lá này các nhà. Nó bu vô lá. Dây rồi nó thả thế nào kìa. Lúc cái bịch chúng nó nói, ôi, em bu này nè. Giờ anh bẫy anh lại anh lấy nó dây à. Rồi anh thở cái anh gút bì nữa là anh xuống cây á. Cọc ba lô nữa xuống cây á. Còn lặn sạch cho nó làm lại cái nha. Làm lại cái đồng mặt đó. Còn bảy anh ấy xí mốt được cái tàn em nữa. Rồi. Em à, anh bỏ được cái bánh em này anh em. Anh tui vô nó, anh không lên cho mình. Từ thiên giao, anh em hàng, nó trốn. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Tính ngoài mặt xuống nha. Lục về nhà thấy lấy cái ái chân mà còn cái tàng em to rồi ha. Ôi, đầu mặt đấy, toàn thịt dày thôi. Khối vô bánh nhiều quá không biết lũ nó có chịu ở không nữa. Coi là coi anh bẫy anh đồ xin hoàn xin mốt bị rách giờ anh chố ấy rồi quá.
Còn xin mốc bị đất đây rồi, giờ anh chỗ em rồi quá. Qua mà xin mốc cái nữa. Qua mà nó lủng hến thôi mà chíp chíp mà. Cái tầng cuối nó lùi mà. Ôi dồi, xuống ẩn no. Gì đó gì anh gì đủ rồi. Như là người chút làm xin hết đó. Như là về dắt làm hai cái đó, hai trứng gà vô nữa là mình ăn môi. Chứ không vợ này ở đâu, dám ăn ở đâu. Ít lấy lá ấy, nó thu đợt ấy. Xích nhịn nhưỡng là kiểu chân như trứng gà ấy, em ơi. Vợ này nó ngửi đó, nó chưa ở đâu xem mà. Nhám rồi. Nhám rồi. Được, cứ ăn vô hai ba muỗng là chỉ mệt bụng mà chỉ để nhám rồi. Nhưng chút. Dám này ảnh đem cắt trong mắt ngò xì hôm gì anh luộc mấy con cua đấy sáng nay ba chị ngầu rồi banh hắn là đã ngầu rồi một chàng hắn là chấm muối tiêu anh chấm muối tiêu rồi chỉ cần hôm mai về bếp nữa về nè anh bấm trong hạn mà đụng hạn một muỗng anh mấy nửa gì anh anh nói thì anh được mụ riêng như anh mụ riêng nhiều nào kia mới ở bệnh viện mới về đi về đã chơi luôn đeo như mà sốt anh sau đấy bị nhiễm virus đấy đêm vô á chục lít không mày? 8 lít đi. Đó là cồi nó đẻ. Đó không bông không qua. Ui, cái kia đã vô. Nha. Nhà xem cái cục mật vừa xuống tay này. Bực chết rồi. Bực chết rồi. Ăn hào nha. Vỗ nào, bùi ăn hào. Bùi ăn hào. Chắc vậy ạ. Rồi, cái chỗ chẳng ba nó phân ra ai. Bóp mặt rồi. Nó đi theo với ta rồi anh. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Mặt mình chưa biết như thế mặt là được chờ mà nó đi ra nhiều là mặt mặt nó cống á mà cái là ấy anh không chịu vậy là nó tiêu hết rồi tiêu còn không chưa. Rồi, thôi kết thúc video nha cả nhà. Nhớ subscribe còn đỡ theo dõi tập tiếp theo. Tập tiếp theo ông bị lên này lái này.